Phiên tòa tuyên án Minh Béo diễn ra lúc 1 giờ 30 ngày 16 tháng 12 giờ địa phương, phòng xử W2 California, Hoa Kỳ. Tại phiên tòa, thẩm phán Bister yêu cầu Minh Béo phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường số tiền 300 USD cho tiểu bang và 70 USD cho quận hạt. Minh Béo đồng thời phải cung cấp mẫu DNA cho tiểu bang và địa phương, phải ghi danh vào danh sách tội phạm tình dục suốt đời nếu sinh sống, đi học và làm việc tại California. Tất cả số tiền phạt phải đóng cho cơ quan quản chế. Phiên tòa xét xử Minh Béo diễn ra nhanh chóng chỉ trong vài phút. Trần An cũng tuyên bố tội danh và mức án không thay đổi. Minh Béo sẽ hoàn thành bản án vào ngày 19 tháng 12. Đúng như chia sẻ trước đó của luật sư, phạm nhân sẽ ở tù bằng một nửa thời gian bị kêu án. Minh Béo chấp nhận mức án 18 tháng, sẽ chỉ ở 9 tháng. Minh Béo bị bắt từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 24 tháng 12 là đúng 9 tháng bị tạm giam, cho nên đến ngày 22 tháng 12 được xem như tròn mức án 18 tháng. Đến ngày 19 tháng 12, Minh Béo có 72 tiếng để chuyển qua cơ quan quản chế tiểu bang và làm thủ tục với sở di trú về việc trục xuất Minh Béo về nước. Vào ngày 22 tháng 12, Minh Béo sẽ bị đưa về nước. 3. Đến ngày 24 tháng 12 là đúng 9 tháng bị tạm giam, cho nên đến ngày 22 tháng 12 được xem như tròn mức án 18 tháng. Đến ngày 19 tháng 12, Minh Béo có 72 tiếng để chuyển qua cơ quan quản chế tiểu bang và làm thủ tục với sở di trú về việc trục xuất Minh Béo về nước. Vào ngày 22 tháng 12, Minh Béo sẽ bị đưa về nước. Tục với sở di trú về việc trục xuất Minh Béo về nước. Vào ngày 22 tháng 12, Minh Béo sẽ bị đưa về nước.